Thực hiện công thức tự chữa lành, lớp 2 NLG Linh Quang Vũ Trụ Kỷ Nguyên Mới. Bước 1. Nghĩ thầm một lần. Nhận NLG Linh Quang Vũ Trụ Kỷ Nguyên Mới lớp 2 chữa lành. Bước 2. Hình dung nhận năng lượng vào não bộ. Nhận lần 1. Nhận lần 2. Nhận lần 3. Bước 3. Hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Gửi lần 1. Gửi lần 2. Gửi lần 3. Bước 4. Tiếp tục hình dung tập trung hỗ trợ năng lượng vào trung tâm tiếp thu năng lượng để sự ấm áp của năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chuông báo chấm dứt.
Đã hết thời gian, xin cảm ơn quý cô bác và các anh chị ạ.